Sao hai đứa tóc ngắn quen nhau? Nhìn thấy ghê. Nói vậy luôn anh, nói thẳng luôn. Bởi vì em muốn nói cho mọi người biết cái đó cũng chỉ là tên gọi thôi. Quan trọng là cảm xúc của mình. Đúng rồi, cảm xúc thôi. Còn người ta thích tóc ngắn hay tóc dài là cái sở thích của người ta, để tóc modern. Xin mời hai em. Đó, nắm tay kìa chị ơi. Em chào chị. Rồi, hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhá. Dạ, em là Nguyễn Châu Đoan. Dạ, em tên gì? Phạm Thanh Như Ý. Phạm Thanh Như Ý. Tên rất là đẹp. Và Như Ý. Dạ, em đố anh chị hai đứa em bao nhiêu tuổi? Tầm 19-20. 19-20 hay 18, cả đó 20 đổ lại, 18-20. Dạ, em 21. Em 25. Em thấy mấy bạn ở Bách Hợp á, trẻ ơi là trẻ. Trẻ. Bao nhiêu cặp rồi? Đố anh chị là em với lại bạn này là ai, kèo dưới ai kèo trên? Sao đố hòa vậy? Mà được lên một cái đố hòa cho ông. Ở đây kèo trên, áo vàng kèo trên, áo trắng là kèo dưới. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cho anh nghe về câu chuyện tình yêu của hai đứa đi. Dạ, hai em quen nhau là ngày 3 tháng 12 năm 2016. Đến hiện tại bây giờ là 2 năm 3 tháng 21 ngày. Trời, nhớ chính xác vậy đó hả? Cơ duyên nào đem hai em đến với nhau? Hai đứa em đều là những mảnh ghép mà không hoàn hảo. Đều bị chia tay với mối tình. Em mới thấy bạn á đăng tút lên trên Zalo á. Nên là em mới vào bình luận an ủi. Bạn ở Bình Dương, còn em là ở Sài Gòn. Bạn mới lên Sài Gòn là hẹn gặp em lúc 12 giờ. Từ Bình Dương chạy đến 12 giờ đêm. Ôi em gan quá ha. Trong lòng nghĩ thôi giờ hứng thì đi đi. Chứ cũng không biết có chịu ra mặt không. Cũng nói chung là sợ phiêu rồi. Phiêu hứng nó lên tới cổ rồi hả? Không nhét nó xuống được hả? Rồi điện, lấy điện thoại điện luôn. Bữa nhắn tin cho em nói là ăn gì chưa. Cái em mới trả lời là chưa ăn gì hết. Là không thấy trả lời cho em luôn. Là em tưởng là chắc bận rồi hay gì cái ngủ mất. Lát mở mắt dậy thấy đem tới một hộp cơm cho em. Là chạy từ Bình Dương lên Sài Gòn. Xong rồi trong túi chỉ có 40 ngàn mà không có xe luôn. Mượn xe ta đi. Cái này cũng là chiêu. Rồi ăn hộp cơm là coi như là dính luôn đó. Thích liền hả? Là về thầm ôm trụng nhớ vậy đó. Nhớ nhung hoài luôn. Nhắn tin làm phiền em hoài luôn. Em đi làm là 6 giờ sáng mà nhắn tin tới 2-3 giờ sáng. Em kêu ngủ đi trời cho tôi đi làm nữa. Mà nó không chịu ngủ. Nó không chịu đâu, không chịu đâu. Nó nhõng nhẽo, nó không cho em ngủ luôn. Kèo trên mà nhõng nhẽo là sao? Không chịu đâu, không chịu gắng chịu. Ai quyết định là sẽ ra riêng ở chung với nhau? Tại vì lúc đó là em vẫn còn đang bị người yêu cũ là làm phiền, đúng rồi. Kiểu như ghen á, ghen thầm á, vẫn chưa nói là thích em mà. Ghen sao? Đi xuống dưới này với tôi đi, đừng ở trên đó nữa. Tôi thấy vậy tôi khó chịu lắm. Em cũng đồng ý xuống, nói xuống lo cho em đi kiếm việc làm cho em. Sao dễ quá vậy em? Có khi dụ em sao? Đúng rồi, dụ em á. Tại vì xuống đâu có xe đâu. Ủa không có xe thì hai đứa di chuyển đi làm đi. Là đi mượn bạn. Lúc đó khổ lắm rồi. Không có xe, không có tiền gì hết. Rồi hai đứa sống như nào? Lúc đó là em vừa nghỉ công ty á. Là còn có lương trên công ty. Còn bạn này là không có luôn. Là đi bán hàng online được ngày được đồng. Còn ngày thì không có ai đặt thì không có tiền luôn. Đi mua đồ ăn á. Là cũng mua nợ. Mua nợ ngoài quán người ta là 3 triệu á. Em xuống là em lấy tiền đông lom trả nợ cho. Mới đầu là kiếm việc làm là khó khăn, là công ty không tuyển tomboy, không tuyển tóc ngắn. Vô mấy cái trung tâm mà giới thiệu việc làm á, xin làm được công ty kia nó nhận đúng 8 ngày là thôi. Hết hàng nó không cho làm nữa, đuổi. Là nhận đúng cái lương đó là lo ăn, lo uống xong kiếm được cái công việc là làm quán nhậu. Hai đứa vô làm, lương trời, người ta tomboy, người ta cũng là con người, sao không nhận? Mấy người này kỳ quá. Nhiều người người ta nhìn không có hợp mắt. Kỳ, người không hợp mắt cái gì, người ta làm việc được thôi chứ. Tự nhiên không hợp mắt thì sao mà là hợp mắt. Thôi, ý em bảo là ở ngoài xã hội á, nhiều người người ta nhìn người ta không thích. Kỳ, thật sự rất là kỳ cục, rất là kỳ cục. Giờ cuộc sống lúc đấy đỡ hơn không em? Dạ cũng đỡ, nhưng mà bạn này thì bản tin người quá. Nên là bị lừa hoài à. Tới giờ em xin được việc làm chưa? Bây giờ em làm công ty rồi. Bây giờ mới xin được, đúng không? Chứ trước là xin không được. Mình vẫn đem hồ sơ vô vẫn nhận. Nhưng dạch hồ sơ ra hay sao á, nó chề mỏ này kia rồi nó khó chịu. Nhưng khi vô làm nhiều khi nó không thích mình, nó cũng kiếm cớ cho mình. Chẳng hỉ, nhưng bây giờ em làm được bền rồi đúng không? Bình thường đúng không? Hai người bây giờ quen nhau cũng được vài năm rồi đúng không? Thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy mình không bao giờ quên được không? Kỷ niệm đẹp nhất với em là hai đứa đi Đà Lạt. Ai cứ nói là lên Đà Lạt về sẽ chia tay. Chị Vinh Trang yêu nhau đầu tiên là đi Lạt, nắm tay đi Lạt liền tay. Là về là một năm sau cưới liền tay. Kiểu như chứng minh cho ta thấy là không có phải lên Đà Lạt là chia tay. Không, Đà Lạt là chỗ hạnh phúc hẹn hò. Trời, chứ đâu ra chia tay vậy, mấy bạn nó bịa ra dễ sợ, không có chương trình đó. Đà Lạt ơi, có nghe chẳng cam ly, khóc tình đâu. Giờ kỷ niệm nào mà buồn nhất của hai người? Buồn thì nhiều lắm. Chứ xin việc làm không nhận là một. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Bị lừa, giới thiệu việc làm mà còn bị lừa nữa.
Thúy kể chi tiết cái cú lừa đấy được không? Lường sao, thí dụ vậy. Để cho mọi người biết, mọi người tránh đó. Mới đầu là em đi vô trung tâm giới thiệu việc làm á, cái nó điện em lên tới thành phố, thế xong rồi nó kêu em đóng tiền, nó bảo là làm đây là lương tháng là 8 triệu, 10 triệu gì đó. Nó không nói rõ. Cái xong rồi em lên tới, nó bắt em đóng tiền trước, rồi xong kêu em đi về Thủ Đức lấy quần áo, rồi xong đi tới cái chỗ xin việc là ngay Âu Bình Dương. Cuối cùng vô hỏi á, bảo vệ cũng không nhận em luôn, nó bảo em tóc ngắn không nhận, rồi thêm cái là xăm này kia không thích, rồi lương thực tế luôn chỉ có 5 triệu bạc thôi. Là em về em lại mất tiền mà thêm mất tiền đồ nữa. Lúc đó em nói chung là không còn tiền luôn, mình phải nợ đó. Mà bị lừa nhiều lắm. Hai đứa làm quán nhậu được ít tiền á, dồn lại mua cái xe cũ, bị lừa tiếp. Đưa cho người ta 5 triệu lấy cái xe, xong lấy về là đi không được luôn. Đi không được, em gửi lại trả. Nó đưa lại cho em có 4 triệu thôi, nó lấy 1 triệu. Nó nói là không gầy, mấy đứa em chạy xe của anh Hư. Khi mua nó nói cho mình chạy thử một tuần, tại mình mua xe cũ lại mà. Lỡ rồi biết sao giờ, cũng phải nén cầm 4 triệu đi năn nỉ người ta mua chiếc xe khác. Lúc đấy gia đình của Ý đâu? Nói chung là ba mẹ em ly thân. Bố mẹ em ly thân với nhau lâu chưa em? Dạ 10 mấy năm ạ. Là em sống với ai hả? Dạ hồi đó thì em sống bà nội. Em tự lập, nói chung là 14-15 là em đi lên thành phố làm rồi. Là một mình đi lên thành phố vậy đó? Dạ không ạ, em đi chơi thể thao. Ủa chơi môn gì em? Dạ bóng đá. Wow, bóng đá hả? Lúc trước mập lắm anh, tại giờ ốm thôi. Rồi gia đình của em, mọi người có hỗ trợ gì cho em không? Mẹ, ba mẹ em thì biết hết, nên chấp nhận. Cũng là nhà em cái chuyện đó là dễ lắm. Dễ? Dạ, nhẹ nhàng lắm, không có khó khăn như những nhà khác. Nhà khác em thấy là đấu tranh để sống với chính mình rất là cực khổ. Nhưng mà em thì lại khác, em cảm thấy là em là người hạnh phúc nhất rồi. Không cần tiền, cần bạc, chỉ cần gia đình như vậy là hạnh phúc. Nhà em có anh chị em gì không? Dạ có anh. Chắc là ba mẹ em thương em và biết em từ nhỏ vậy rồi. Trong đó đến ba mẹ em không cảm thấy là bị hụt hẫng. Muốn cho gia đình biết thì gia đình cảm thấy là không bị sốc. Nên là gia đình bằng này là bình thường với em đúng không? Em thì lớn luôn, lớn mới phát ra. Hồi bé là vẫn quê con trai hả? Hồi bé là em vẫn con gái bình thường, vẫn chơi những gì chơi bình thường luôn. Xong rồi là... Ủa sao lạ lùng vậy trời? Bao nhiêu năm mới phát ra? Là lên tới lớp 11 á. Sao tự nhiên phát ra vậy trời? Không, là lúc đó tại vì trên em là trên kiểu như vùng sâu vùng xa, không có cái gì luôn. Kiểu như là lúc đó cũng không xài internet, không biết gì hết trơn á. Rồi mấy cái đó đâu liên quan tới chuyện mà phát ra đâu. Thích thì thích nhưng mà mình không biết cái đó là cái gì. Mình không biết cái đó là cái gì. Chưa có thông tin về cái đó. Thích là thích con gái giống mình. Đúng rồi. Nhưng mà ngày xưa em đã từng thích con trai gạt. Có thích con trai gạt không? Có quen trai gạt không? Dạ có quen. Có quen trai gạt bình thường mà có cảm xúc không? Không, nên em mới bỏ em. À không có cảm xúc thì em phải nghi là em là một mối giới tính khác đặc biệt chứ. Xong rồi em mới coi một cái bộ phim á, là Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn. Mới có là Phượng Đê. Bắn súng. Đúng rồi, có Phượng Đê với lại một người con gái ôm hôn nhau này kia, tự nhiên em thích. Em thích cái cảm giác như vậy, giống như trong phim. Son phấn lên thì bọn con trai chạy theo dài dài. Thế sao hôm trước chị bảo con Lê Lê hấp dẫn hơn em? Anh em cũng mua cho em một cái điện thoại cảm ứng đó. Thế em lên coi. Em lên mà em tra, em không biết tra là sao hết. Em mới tra là gái yêu gái thì nó mới hiện ra led. Rồi em nhờ một người em tải cho em cái Facebook, làm một cái Facebook là để tên con trai. Xong em mới kết bạn hết tất cả những ai là led kết bạn hết luôn. Xong cũng nhắn tin với một hai người để tìm hiểu. Thì nhắn tin với một bạn đó là tóc dài, nhưng mà tự nhiên bạn đó lại làm chồng. Em mới thấy là em hỏi thì bạn nói là bạn là SB mềm hả? Mềm, dạ. SB mềm là sao? Là có nghĩa là một người chồng nhưng mà tính mềm mại đúng không? Mềm đúng rồi. SB là giống như les mà đóng vai vợ. Thì ra không? Không. Les là có SB với cái gì nữa đó đúng không em? SB, fem. À. Cho cái gì mà nhiều vậy trời. Thì không. giống FB như là gay là... thì sẽ có top là pop. Đúng rồi. Không hề yêu. Là SB với fem là SB là chồng. SB là đóng vai chồng. Dạ, fem là vợ. Fem là đóng vai vợ nhưng mà là mấy người les đó đúng không? Dạ. Nhưng mà trong SB lại có thêm mấy loại phương diện nữa. Là SB mềm là làm chồng nhưng tóc dài, mềm mại. Còn SB cứng nữa là... SB cứng là tóc ngắn. Tóc ngắn. Mà làm chồng. Dạ dạ. Sao cái giới của em nhiều giới quá em à? Nhiều lắm luôn á. Còn cái giới anh chị gọn gàng lắm. Gay. Những giới hết. Đúng. Đúng không? Đúng. Trong giới của em á, gay cũng có chồng, nữa. Có vợ mà. Gay có chồng rồi thôi, rồi với là những người chuyên giới hết. Tao điểm cho chị coi coi, chị từ đó cho tới thật sự chị bị hoang mang á.
cái gì mà bi bi mềm bi cứng rồi rồi. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Fem. Fem là cái gì? Là vợ. Fem là vợ. Vợ là có vợ mềm với vợ cứng không em? Dạ không. Không mà. Vợ là yếu rồi, là mềm rồi còn cứng đâu được, cứng sao giống như vợ được. Nghe ví dụ như bạn này nhá, là một người nhìn rất cứng như là vợ. Tụi em là FB gay. Gay là giống đặc biệt giống như anh á, là FB gay thuộc cái đặc biệt rồi. Đã hai đứa tóc ngắn rồi. Tóc ngắn quen nhau. Trời ơi, tụi cái hàng nào quá à. Không, thật ra nó mà không mà hiểu. Nhưng mà tại vì trong cái giới này người ta biết yeah. Mình thực sự mình nói chuyện ngày xưa chuyện cái làng hai người lát. Thì một người đóng vai vợ, một người đóng vai chồng hết. Dạ, em thấy rất là thú vị á, có nghĩa là thì biết là thú vị nhưng mà mình bây giờ mình mới hiểu được là cái gì mà nó nhiều quá vậy. Quá nhiều đi. Đúng rồi, nhưng cái mà hai đứa em bị kỳ thị nhiều lắm. Kỳ thị ngay đây, kỳ thị ngay đây. Ủa, tại sao kỳ thị? Trong giới hồi xưa là lúc nào cũng tại vì ngắn một dài. Nói là, ủa, hai đứa tóc ngắn mà quen nhau, bộ là hai đứa là phong trào hả? Trong giới của anh có hai bạn bình thoát thường, quen nhau nè. Hai đứa tóc ngắn ta đồng cảm với nhau. Anh thấy tình cảm thì quen nhau thôi. Có tình cảm và đồng cảm với nhau là yêu, không cần biết cái gì. Hai người ta tóc cứng vẫn và quấn nhăn với nhau mà một người cứng một người yếu cũng vẫn với nhau được. Dạ đúng. Nhưng mà hai đứa chuyển giới là không có chuyện với nhau mẹ. Hai đứa chuyển giới là không có chuyện với nhau mẹ. Có chuyện giới trai với chuyện giới gái yêu nhau được. Không. Có gì ơi, trên báo có. Không, cưới nó có kìa, cưới luôn. Không, chị ơi, tập đầu tiên của mình. Hiện trường hợp hiếm hoi. Đúng rồi. Bây giờ nhưng mà hai bọn em đâu phải là hiếm hoi với lại mấy bạn kia. Anh chỉ muốn hỏi là lý do gì họ lại kỳ thị bọn em? Họ nghĩ là tóc ngắn là phải quen tóc dài như vậy đó. Ủa, ở đâu ra cái luật đó? Không có cái luật đó nha. Tụi em không thích đâu. Mấy năm trước không hề thích luôn. Nhìn vô cái nói hai này nghĩ sao hai đứa tóc ngắn quen nhau. Nhìn thấy ghê. Nói vậy luôn anh, nói thẳng luôn. Bởi vì em muốn nói cho mọi người biết cái đó cũng chỉ là tên gọi thôi. Quan trọng là cảm xúc của mình. Đúng rồi, cảm xúc thôi. Còn người ta thích tóc ngắn, tóc dài là cái sở thích của người ta để tóc modern. Thật sự giống như bây giờ chị làm con gái là chị chỉ thích con trai gạt. Không phải cho gạt là chị cũng thích. Chỉ thích con trai gạt, không phải cho gạt là chị cũng thích. Mất cảm xúc. Anh nghĩ như vậy là đừng có phân loại bản thân mình. Đúng rồi. Cứ đi theo cái cảm xúc của mình thôi. Nói như nào thì mình là như vậy thôi. Trong giới không giúp nhau thì thôi lại còn kỳ thị là sao? Mọi người kỳ thị mình chưa đủ hay sao? Ừ. Bởi trong giới mình còn kỳ thị, đừng nói là người ngoài người ta không kỳ thị.